Xin chào các bạn khán giả của S-Channel, chúng ta đang quay trở lại với gặp nhau cuối ngày và mỗi buổi tối. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong gặp nhau cuối ngày ngày 5 tháng 5 nhé. Và chiều ngày hôm nay 5 tháng 5, ông Chu Ngọc Anh là Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức kiểm tra công tác phong tỏa Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khi mà tại đây đã phát hiện ra một nam bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2. Được biết thì trong đêm ngày 4 tháng 5, rạng sáng ngày 5 tháng 5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành lấy mẫu và làm xét nghiệm và phát hiện ra một mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 của một số bệnh nhân và nhân viên trong một số khoa điều trị của bệnh viện. Bước đầu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã nhận định đây là chùm ca bệnh COVID-19 do lây nhiễm trong khu điều trị của bệnh nhân nội trú của bệnh viện tại cơ sở Kim Trung. Và theo ông Chu Ngọc Anh, thành phố đã thống nhất Bộ Y tế sẽ phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Trung Đông Anh nhằm bảo vệ lực lượng tuyến đầu và cũng là cách để ngăn chặn dịch ra cộng đồng xã hội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết thành phố sẽ chung tay để cung cấp nhu yếu phẩm, vật tư và cũng như là các thiết bị khác để các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thể yên tâm phong tỏa. Và đồng thời, bệnh viện cũng phải rà soát lại toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện trong khoảng 10 ngày trước để kết nối với địa phương và có kế hoạch tiếp theo. Và liên quan đến tình hình dịch bệnh thì vào sáng ngày hôm nay 5 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã có báo cáo nhanh về trường hợp có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng về Hà Nội trong ngày 29 tháng 4 vừa qua. Bệnh nhân là nữ 32 tuổi và trú tại K8765, mẹ Nhu thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Và được biết, chiều ngày 29 tháng 4, thì bệnh nhân này có lịch sử di chuyển khá là phức tạp và chủ yếu là đi lại quanh khu vực tập trung đông người ở các quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng vào ngày 29 tháng 4. Cho đến ngày 30 tháng 4, thì nữ bệnh nhân này đã di chuyển lên Sapa và vào nghỉ tại khách sạn Pao. Ngay sau khi nhận thông tin về nữ bệnh nhân trên thì lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phong tỏa một số con đường, ví dụ như là tuyến phố Đinh Liệt, các địa điểm khác mà bệnh nhân đi qua, ví dụ như là quán bia Hải Xồm trên đường Nguyễn Du, quán 31900 tại Tại Hiện, quán cháo sườn Huyền Anh và quán phở 49 Bát Đàn cũng phải đóng cửa và tiến hành phun khử khuẩn. Còn tại Sapa thì ông Vương Trinh Quốc là chủ tịch thị xã Sapa đã cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch đã phải họp khẩn cấp để có các biện pháp ứng phó. Tất cả các địa điểm bệnh nhân đến như là quán cà phê, khách sạn hay là shop quần áo v.v. đã đều phải đóng cửa và phun khử khuẩn. Chính quyền tại Sapa đã truy vết thần tốc, phân loại F1 và F2. Các F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, còn F2 thì được yêu cầu là cách ly tại nhà. Thị xã cũng đã kích hoạt thêm một số điểm cách ly tập trung, nếu không đủ sẽ đưa các F1 ra ngoài trung tâm cách ly của tỉnh. Trong ngày hôm nay 5 tháng 5 thì diễn viên kiêm producer Tuấn Nguyễn đã đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình kèm theo loạt tin nhắn tố cáo Minh Béo và khẳng định rằng bị Minh Béo lạm dụng tình dục thông qua việc tuyển nghệ sĩ. Trích từ dòng trạng thái của Tuấn Nguyễn trên trang cá nhân, để khỏi mất thời gian, chúng ta vào việc bóc phốt luôn cho lẹ. Chắc chắn là nhiều thanh niên cũng bị ổng dụ rồi nên là đăng lên để anh em chuẩn bị tinh thần. Em đi làm diễn viên lương có vài đồng, có vai diễn em rất welcome và cảm ơn anh mà gọi đến để lợi dụng sờ mó, đòi ôm, đòi làm gì thế. Anh biết giá chữa bệnh bây giờ đắt lắm không? Tiền anh cho em liệu có đủ chữa bệnh không anh? Cứ tưởng là đi tù về, ăn năn hối cải rồi nhưng mà em vẫn chưa hoàn hồn về cảnh bị anh ôm và đòi sờ. Anh nghỉ nghề đi, đừng làm xấu mặt anh em nghệ sĩ nữa. Em đang lên đây là để anh biết, không ai dám nói gì anh thì em nói. Anh đừng tưởng là già rồi, có tiền và có tiếng là anh có thể lộng hành ở cái showbiz này. Tác hẳn tên anh vào đây để đọc, Hồng Quang Minh. Và đính kèm trong dòng trạng thái này thì Tuấn Nguyễn còn đăng tải loạt tin nhắn được cho là trao đổi trực tiếp với Minh Béo trên Facebook cá nhân. Và có thể thấy rằng Minh Béo đã chủ động liên lạc với Tuấn Nguyễn trước, nhưng mà lại thay đổi thái độ sau khi bị nam diễn viên trẻ này đối chất và tố cáo sau buổi hẹn phỏng vấn. Minh Béo còn dùng những lời lẽ khá là thô tục khi mà đối chất với Tuấn Nguyễn. Ngay lập tức thì bài đăng này đã thu hút về rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Phía nam diễn viên Tuấn Nguyễn cũng cho biết sau loạt tin nhắn tố cáo được đăng tải trên trang cá nhân, phía Minh Béo vẫn lựa chọn cách giữ im lặng. Và anh cũng tin chắc rằng Minh Béo sẽ phải chịu hậu quả về những việc làm sai trái của mình. Và hiện tại thì phía nam nghệ sĩ Minh Béo vẫn chưa đưa ra bất kỳ một phản hồi nào về sự việc trên. Sau màn comeback đầy ấn tượng với MV Muộn Rồi Mà Sao Còn thì Sơn Tùng MTP cũng đã khẳng định được tầm ảnh hưởng cũng như là sức công phá của mình trên đường đua V-pop và đã nhanh chóng thu về được hơn 250.000 lượt đăng ký và đã chính thức cán được cột mốc 9 triệu subscriber trên YouTube.
Theo số liệu thống kê từ trang Social Blade, kể từ ngày ra mắt bản audio Muộn Rồi Mà Sao Còn đến khi MV được chính thức tung ra trên YouTube, Sơn Tùng đã thu về khoảng 120.000 lượt subscriber, nâng tổng lượt đăng ký lên khoảng 8,86 triệu người. Và ngoài ra, kênh YouTube của Sơn Tùng cũng chỉ sau vài ngày ra sản phẩm thì đã thu về khoảng hơn 100.000 follower và chính thức lập kỷ lục đạt 9 triệu người đăng ký và đưa Sơn Tùng trở thành ca sĩ có lượt subscriber cao nhất Việt Nam. Và được biết, kênh YouTube của Sơn Tùng đó là MTP Official đã được mở vào ngày 21 tháng 1 năm 2015 và như vậy là chỉ trong vòng 6 năm 2 tháng, nam ca sĩ đã liên tiếp có những thành tích cực kỳ nổi bật khiến cho mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Và hiện tại thì Sơn Tùng đã có 9,08 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của mình và theo dự đoán thì con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới. Mới đây thì Piu Piu đã bất ngờ livestream trở lại kèm theo một dòng tiêu đề quên cả cách stream và đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú. Và ngay lập tức thì anh đã nhận về một cơn mưa donate từ người hâm mộ qua livestream này. Được biết thì Piu Piu là một trong những streamer hàng đầu và sở hữu một lượng fan rất hùng hậu tại game Việt. Tuy nhiên thì vào cuối tháng 3 năm 2019, Piu Piu đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Và sau khi giải nghệ thì Piu Piu đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh với hàng loạt những nhãn hiệu mang tên mình. Ví dụ như là bánh mì Piu Piu, mở đầm nuôi tôm hay là tiệm giặt lá Piu Piu, tủ đồ Piu Piu, v.v. Và được biết thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công việc kinh doanh của Piu Piu đã gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách. Trước đó thì vào tháng 7 năm 2020, Piu Piu đã nhen nhóm ý định là sẽ livestream trở lại và sẽ là một Facebook gaming. Piu Piu cũng cho biết rằng sẽ không có một cuộc nào gọi là comeback hoành tráng cả. Anh chàng chia sẻ, với mình làm vì vui chứ không phải là vì nghiệp hay là cú comeback gì to tát cả. Mình cứ thấy lai dai và lêu hêu như này là mừng rồi. Cho đến sáng ngày 4 tháng 5, Piu Piu đã bất ngờ livestream trở lại trên trang fanpage khoảng gần 4 triệu người theo dõi và liên tục phát livestream lên rank đấu trường chân lý vào mùa năm. Video livestream đầu tiên sau khi comeback được Piu Piu giật tít, quên cả cách stream và khiến cho khán giả rất thích thú và nhanh chóng đạt được khoảng 160.000 lượt xem với khoảng 11.000 lượt like cùng với hàng nghìn bình luận. Sau khi comeback thì các khán giả của Piu Piu đã để lại rất nhiều những lời chào và tặng cho anh một cơn mưa donate vì rất lâu rồi thì họ mới được xem thần tượng của mình livestream và chơi game. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 5 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.